Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều tháng nay, dự án nâng cấp cải tạo đường D sông Luộc dù đang trong thời gian thi công, nhưng tình trạng xe quá tải trọng, chuyên chở vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông đã làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình khi chưa hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án cải tạo nâng cấp đường D sông Luộc do Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát thi công. Đến nay, công trình đã hoàn thành 98% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, trong tháng 11 năm 2020, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, trên một số cung đường, nơi có bến bãi vật liệu xây dựng thuộc địa bàn các xã Thiện Phiến, Hải Triều, Thụy Lôi, Minh Phượng của huyện Tiên Lữ và xã Tống Chân, Nguyên Hòa của huyện Phù Cử, có nhiều xe quá tải trọng lưu thông, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng công trình. Đường chúng tôi chưa bàn giao nhưng mà cái tình trạng là các xe chở vật tư vật liệu xây dựng là quá tải quá khổ, hoạt động rất là nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng của công trình của chúng tôi. Tình trạng xe quá tải trọng lưu thông không chỉ xảy ra trên đường D sông Luộc mà còn xảy ra cả trên đường D sông Hồng. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân trên các cung đường có xe quá tải trọng từ đường D đi xuống.